Hello, xin chào bạn nhé. Thì cái video này thì mình xin được chia sẻ với các bạn nhé. Những ai mà đang có nhu cầu đi du lịch Singapore trong vòng 3 đến 1 tuần thì những cái thủ tục mà chúng ta cần phải chuẩn bị cũng như là cái chi phí sinh hoạt ở bên này như thế nào, mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin hữu ích. Ok, như các bạn đã biết thì Singapore là một quốc đảo đúng không? Là một đất nước rất là phát triển ở Đông Nam Á và là điểm đến du lịch của rất là nhiều những cái bạn trẻ, gia đình cũng như là những người thích những cái điều mới mẻ. Singapore thì có rất là nhiều những cái địa điểm du lịch nhân tạo nổi tiếng và là nơi check-in của rất là nhiều những cái bạn trẻ muốn sống cuộc sống sang chảnh, muốn có những điểm check-in rất là chill. Ví dụ như là hồ bơi vô cực, khu Marina Bay Sands và những cái vui chơi giải trí ở cái khu vực Sentosa, những cái khu casino mà được rất là nhiều những cái người khách du lịch đến đây trải nghiệm, rất rất là đẳng cấp ở Singapore và rất là nhiều những địa điểm khác nữa. Ok, đầu tiên là về thủ tục thì chúng ta người Việt Nam mình ý, muốn đi du lịch sang bên này ý, trước tiên thì chúng ta phải chuẩn bị đó là hộ chiếu, là một cái không thể thiếu được. Cái thứ hai, ngoài hộ chiếu ra thì chúng ta phải chuẩn bị giấy khám sức khỏe để có thể lên máy bay, tránh cái trường hợp mà họ kiểm tra. Thứ ba nữa là chúng ta phải check in online. Nó có một cái trang web để khai báo trước khi chúng ta nhập cảnh vào nhé. Thì cái trang web này cho phép chúng ta khai báo trước 3 ngày trước khi chúng ta nhập cảnh vào Singapore. Thì chúng ta phải tìm cái trang web của Bộ Nhập cư Singapore, ICA ấy, để chúng ta có thể khai báo những cái thông tin cần thiết để cung cấp cho bên Singapore này trước khi chúng ta có thể nhập cảnh vào được. Và cái thứ tư nữa đó là về phần tài chính, thì chúng ta phải chuẩn bị một số tiền mặt bên Sing nhất định, từ 5 cho đến 700 đô hoặc là nhiều hơn thì càng tốt. Tại sao lại phải chuẩn bị tiền mặt? Bởi vì chúng ta sang đây theo diện du lịch đó, thì bên bên nhập cảnh này, bên cảnh sát nhập cảnh ấy, họ sẽ kiểm tra, có thể kiểm tra và có thể không nhé. Cái này thì mình đã thử rồi. Nhưng mà nếu mà họ kiểm tra thì chúng ta có sẵn tiền để chúng ta có thể trình báo cho họ biết và chứng minh khả năng tài chính của chúng ta có thể ở lại ở Singapore trong khoảng thời gian 3 đến 7 hoặc là nhiều hơn nữa trong cái khả năng mà chúng ta đi du lịch ấy. Mục đích của cái số tiền mặt đó là như vậy. Ok, thì đấy là những cái thủ tục và giấy tờ mà chúng ta cần phải chuẩn bị trước khi chúng ta bay sang Singapore. Vậy thì cái thứ hai nữa đó là về phần chi phí trong một ngày ở bên Singapore thì khoảng bao nhiêu. Thì trước tiên là về phần ăn ở, về phần khách sạn ấy, thì ở Singapore này một đêm giá khách sạn trung bình cho một cái khách sạn ở được ok nhé, thì nó rơi vào khoảng 150 đô, thì nó rơi vào 2,5 triệu tiền Việt Nam mình một đêm, một ngày một đêm, có nghĩa là một ngày đi, một ngày 24 tiếng đó, 2,5 triệu. Và cái tiền ăn thì mình ăn 3 bữa đó, nếu mà đi tự túc thì chúng ta có thể ăn tự do. Nhưng mà mình cho các bạn biết cái giá trung bình nhé. Một ăn buổi sáng thì mất 5 đô, buổi trưa thì mất 7 đô, buổi tối thì cũng mất 7 đô nữa. Để thành bình quân, nếu mà chúng ta ăn bình thường nhé, ăn bình thường, ăn được, ăn no, thì vào tầm 20 đô nó rơi vào tầm 340 một ngày. Chúng ta mua nước, nước các thứ và rơi vào tầm 500 một ngày thì là thoải mái. Đó, tiền ăn trong vòng một ngày thì chúng ta phải mất 3 triệu một ngày ở bên Singapore du lịch, đúng không ạ? 2,5 triệu tiền nhà, tiền khách sạn rồi, và thêm 500 tiền ăn ở nữa, còn tiền chưa tính tiền taxi nhé. Nếu mà chúng ta di chuyển nhiều thì chúng ta có thể lựa chọn là mua cái thẻ MRT hoặc thẻ xe bus để di chuyển. Thì nếu mà MRT xe bus nó rơi vào tầm độ di chuyển nhiều thì mất tầm độ 10 đô một ngày thôi. 10 đô là di chuyển nhiều lắm rồi, rất rất là nhiều thì mất 10 đô là 150.
Còn không thì mình nghĩ nếu chúng ta di chuyển bình thường thì mất tầm độ 5 đến 7 8 đô là một ngày thôi là chúng ta có thể di chuyển ok. Vậy thì tính tiền di chuyển nữa là 150, đấy là chúng ta di chuyển bằng những cái phương tiện công cộng. Còn nếu mà di chuyển taxi thì cũng khá là nhiều đấy. Nên chuyển taxi nếu mà chúng ta đi tầm độ một ngày đi tầm độ hai địa điểm, tổng số km là rơi vào tầm độ 40 cây thì chúng ta phải bỏ thêm tầm độ 40 đô nữa, nó rơi vào tầm 700.000 nhé. Vậy nếu mà chúng ta lựa chọn cái phương tiện taxi có cơ động hơn ấy, nhanh hơn ấy, thì chúng ta phải bỏ ra tầm độ 500 cho đến 700.000 một ngày nữa. Vậy là tổng số tiền cả di chuyển ăn ở và ăn ở bên Singapore cho một ngày nó rơi vào tầm 3 triệu 7 rồi. Đó. 3 triệu 7 các bạn nhé, một ngày nhé. Còn mua sắm thì mình cái này là tùy thuộc vào cái nhu cầu cá nhân, nó rất là không giới hạn. Có thể mất hàng trăm triệu, vài trăm triệu một ngày cũng có. Đi vào casino thì mất vài trăm triệu một ngày cũng ok, một tiếng cũng mất mà cũng kiếm được vài trăm triệu một tiếng cũng có. Và mua sắm đồ hàng hiệu, đồng hồ thì Gucci thì các nước hoa của mỹ phẩm, nói chung là giá cả bên này thì rất là đa dạng và phong phú, chúng ta lựa chọn. Vậy thì tóm lại, một ngày chúng ta chi phí ở bên Singapore ở khách sạn sạch sẽ, di chuyển đi lại, ăn uống thì chúng ta phải bỏ ra số tiền là tầm 3 triệu rưỡi cho đến 3 triệu 7 một ngày. Đó, ví dụ như là đi du lịch trong vòng 3 ngày thì mất tầm độ chục triệu thôi. Các bạn cứ cầm chục triệu sang đây tầm 10 đến 15 triệu, 5-6 triệu tiền mua các thứ lặt vặt bình dân đi, còn chục triệu tiền ăn, tiền ở, di chuyển đi lại thì là đã có thể đi du lịch ở bên Singapore được rồi nhé. Cái này là du lịch chắc chắn luôn, ok cho các bạn nhé. Ok thì mình xin được kết thúc cái video tại đây, thì hy vọng rằng những cái chia sẻ của mình có thể mang lại chúng ta những cái thông tin hữu ích trước khi chúng ta có một cái cuộc hành trang du lịch sang bên Singapore một cách tự túc, thoải mái, tự tin nhất có thể, không bị lo là chúng ta gặp trục trặc về cái phần tài chính, hoặc là chúng ta không chuẩn bị kỹ về phần tài chính sang đây thì chúng ta lại bị động về cái số tài chính mà chúng ta cần chuẩn bị. Ok, xin chào mọi người và chúc mọi người có một cuộc hành trình đi sang Singapore khám phá vui vẻ và